số lượng như này thì vẫn có thể qua bình thường không? Nó ít. Có nghĩa là cái trường hợp của em là nó vào cái trường hợp có thể là ít tinh trùng hơn. Vì hôm trước em đọc cái kết quả xét nghiệm thì cũng kiểu cái lượng tinh trùng nó cũng ít ấy. Ít là bình thường. Vâng. Nhưng mà với hàng triệu con như thế thì vẫn có thể có con. Tức là nó sẽ cơ hội nó sẽ bị thấp ấy. Nó vẫn có thể có con được. Và em thấy cũng cũng kiểu là có bị đau. Đỡ đau nhưng mà đau ít thôi. Vâng. Nó bình thường không sao. Lúc gần yêu mà kiểu bị chế lại là đau. Đau lúc đấy thôi. Thế thì khoảng thời gian cho anh thì khoảng 1-2 tháng nữa kiểm tra lại cái chỗ đấy. Đánh giá lại xem nó thay đổi như nào. Thì lúc ấy thì mình quyết định. Em uống cái khi đang đặt lon. Em thấy là cả kiểu bị xuất tinh sớm với lại trước các mục tiêu đầu ấy, thì nếu mà có làm thì em muốn lại làm một lần, ví dụ như cần phải phẫu thuật cả cái giãn mạch thành tinh ấy, thì em muốn là làm một lần phẫu thuật thì có làm hết được một lúc được. Cái như thế để mất công kiêng với lại nghỉ xin nghỉ luôn thì bọn em có thể đi làm. Được. Em muốn hỏi thì em cũng có sắp xếp được, thế là một tháng kiểm tra lại nhé. Sưu âm lại cái tinh hoàn, lại xét nghiệm lại cái tinh dịch đồ xem. Thì hiện tại bây giờ là sẽ chỉ mất thuốc thôi. Bây giờ là về. Thì là hôm nay là ngày 13 thì chẳng tầm khoảng 13 tháng 5 của em phải đi lại. Còn một tháng. Vâng. Thì bây giờ bọn em có phải uống thuốc gì không hay là chỉ uống luôn cái thuốc lần trước không còn vậy? Đắp lâu không? Vâng, trước em uống đắp lon thì cũng gần hết. Em uống thêm được, uống một tháng được. Tạm thời bọn em sẽ uống cái này cho đến một tháng sau rồi quay lại khám không ạ? Có thể gửi nhắn tin cho em. Vâng, vâng. Còn chưa cần phải phẫu thuật ngay đúng không ạ? Nếu phẫu thuật này trong trường hợp xấu đúng rồi, chứ không nên không nên. Chứ còn kể cả phẫu thuật phương pháp tốt nhất bây giờ là vi phẫu thì nó tái phát khoảng 2-3%. À, nó cũng nên. Chứ còn cái xuất tinh sớm với lại cái bao quy đầu thì có nên không ạ? Có nên làm không? Nên, với em thì nên. Nên, tại vì cái bao quy đầu của em nhé, thi thoảng cảm giác nó bị ý là để lâu không biết là nó dài lâu, thi thoảng bị ngứa khoảng một hai hôm nó hết bị đỏ đỏ, mà em nó dài quá thì nó sẽ dễ bị nó ngứa. Vâng, thế thì nhân tiện ở đây thì em cũng hỏi luôn là ví dụ như trường hợp mà cái giãn mạch hành tinh không cần phẫu thuật đấy thì hai cái kia ấy thì cái thời gian phẫu thuật với thời gian phục hồi thì nó có nhanh không? Nhanh thôi, phẫu thuật thì mất khoảng 30 phút. Vâng. Còn về nhà thì để xuất tinh sớm để tập luyện cái bài chơi sinh sớm đó, bài thể lực. Thế thì em thì đúng không? Thế thì em chỉ một phần nhỏ thôi. Quan trọng mình phải hiểu thế nào là xuất tinh. Quá trình xuất tinh diễn ra như thế nào. Rồi mình tác động vào những cái quá trình xuất tinh. Thì cái đấy là sẽ vừa phẫu thuật vừa kết hợp tập luyện. Cái này phải luyện. Vâng. Và ta xuất tinh sớm không bệnh. Nó chỉ là cái tình trạng tinh thì thôi, nhạy cảm, độ nhạy cảm. Trong trường hợp là bây giờ, ví dụ sau này không gặp cái kia thì bọn em sẽ phẫu thuật cái hai cái kia là cũng được. Thì giờ đang kiêng xem sau bỗng sửa có lâu không ạ? Còn thì kiêng quan hệ một tháng. Vâng. Thế còn đi làm em nghỉ 2 ngày được đó. À vâng, vâng. Thế thì có thể em sẽ sắp xếp được 34 nghỉ các ba quy đầu trước được không? Với lại cái trước, chứ có được không ạ? Được. Ừ. À, vâng. Thì cái đấy em nghĩ là cũng ổn hơn đúng không? Hơn là cái giãn mạch thần kinh kia thì mình chắc phải theo dõi thời gian dài. Thì thế nếu thế thì nhân tiện cho em xin luôn phần chi phí đấy. Chi phí của các bác sĩ đấy khoảng 6 triệu. Vâng. 6 triệu. Vâng. Sau thì là có bảo hành hay là có thời gian tái khám hay gì không ạ? Bảo hành luôn. Vâng. Thì là có vấn đề gì thì là bọn em sẽ liên hệ với anh và lên đây đúng không ạ? Vâng. Nếu trường hợp mà mình không chờ người kia được đến 1 tháng thì nếu có các bác sĩ đầu thì bọn em sẽ liên hệ để làm việc với anh không ạ? Trước khoảng gần đấy trước bao lâu? 2 ngày được không? Trước 2 ngày. Vâng. Sau đơn giản. Vâng.